Nó ra lẻ bảy phẩy Ừ, chín tám em chưa. mốt Rồi để em. Mấy bạn khác có gấp số khác không? Ta vẽ cái tam giác ra, đúng không? Góc này 20. Khoảng cách từ ngọn tới đây là 7,5. Tam giác ABC vuông tại A đi, B này là C. Vậy thì ta tính đoạn AB đúng nha. AB trên AC thì sẽ bằng là đối trên kề là bằng tan của 20. Để từ đây mình suy ra được là AB sẽ bằng Ở thầy 7,5 con lộn nhân tan 20. Rồi, 7,5 nhân tan 20 là ra bao nhiêu? Ra bao nãy nhiêu? nãy con lộn là 10,71 à, con đọc lộn cái đáp số ở trên. 7,5 nhân tăng 20 là ra được 2,72. Đúng không? 7,5 73 đi ha. Đó. Rồi, BC. BC thì ta có thể dùng Pythagore cũng được. BC thì bằng căn của AB bình cộng AC bình. Rồi tính ra BC bằng bao nhiêu? phải 98. 7,98 phải Để nãy con đọc lộ nó số thầy. không? Ừ. Vậy từ đó mình suy ra chiều cao là lấy AB cộng BC đúng không? Là bằng 2,73 cộng với lại 7,98 Phải bị mốt bằng 10,71. Rồi, mét ha. Vậy thôi. tại cái bài núi á, thành con tính cái núi sao có 82 mét. Rồi. Với cái bài này thì ta vẽ cái hình ra, vẽ hình lại nè. Đó. Ở đây thầy đặt cái này là C, cái này là D, góc này là 33, 33 độ. Đây là B, góc này là 20 độ. Được nha. Đây là A. Đoạn AB là bằng 100. Vậy thì ta đặt cái CD bằng X. Thì ta đi tìm x. Ở đây mình không tính trực tiếp được cái độ dài x đúng không? Nên là mình phải đi tìm cái phương trình liên quan tới x. Vậy thì phương trình liên quan tới x này ở đây mình nó có cái mấu chốt là có cái đoạn AB đúng nha. Thì AB thì nó sẽ bằng là BC trừ AC. Và BC thì mình có thể tính theo x được nè. AC mình cũng có thể tính theo x được. Từ đó mình sẽ có một thiết lập một cái phương trình mà mình giải ra. Vậy thì bây giờ ta có từ đây ta có là gì? CD trên AC nè. Xét tam giác vuông này nhỏ lời giải em thêm vào nha. CD trên AC thì sẽ bằng là đối là bằng tan của góc góc A là bằng tan 33. Đúng chưa? Vậy từ đây mình suy ra được AC sẽ bằng là x trên tan 33 hay là bằng x nhân cho cotang của 33 đúng không? Tương tự như vậy thì BC sẽ bằng là x cotang của 20. Và ta thiết lập phương trình khi đó AB. Mình xóa bớt cái hình này ha. Khi đó ta có là AB sẽ bằng BC trừ AC là bằng x nhân cho cotang của 20 trừ cotang của 33. Đúng nha. Và AB thì bằng 100, đúng không? X nhân cho. Đó, giải từ đó mình suy ra được x sẽ bằng bao nhiêu? 100 chia cho cotang 20 trừ cotang 30. Bấm máy tính là xem bao nhiêu. Đúng không? Ủa thầy cố tăng bấm sao vậy? Cô tăng là bằng 1 trên tan hả?
Một tinh tàng. Là thầy với cô tăng 33 mới đúng chứ thầy sao? Ừ, cô tăng 33 đúng không? Dạ. Ừ. Rồi vậy là ra bao nhiêu? 82 ha. 82,8. Đây là đúng rồi đó, 82,8 m. Thầy vô lý một tí, thôi kệ đi. Tạm thời chấp nhận như vậy.